trà là cách uống trà trong thiền đường hay trong các ngôi chùa. Tuy cách thức có khác nhau, nhưng cùng phản ánh sự hòa hợp, kính trọng, trong sạch và tĩnh lặng với sự đơn sơ và an bình của trà đạo. Đó là phẩm chất đạo trong trà. Thiền và trà. Thiền trà có thể áp dụng tại các tư gia để mọi người trong gia đình hòa cùng niềm vui hạnh phúc an lành, cảm thông và thoải mái cởi mở. Yêu thương và tỉnh thức, chia sẻ là kim chỉ của thiền trà Việt Nam. Qua đó, hạnh phúc có thuận duyên nở ra dưới mái nhà thân yêu. Sức mạnh của chén trà. Các trường phái trưng hoa hiện nay cố gắng phát triển các kỹ thuật trưng hoa hướng đến sự giản dị vì đời sống con người càng lúc càng bận bịu ở nơi làm việc cũng như ở nhà. Các trường phái trà đạo cũng nhận thấy điều đó. Nếu muốn trà đạo tồn tại và phổ biến ở nhiều quốc gia, người ta cần cố gắng chú trọng đến những điều chính, bỏ bớt những thứ không cần thiết khác. Do đó, thì khi trà đạo đến với các nước phương Tây, chúng ta thấy họ giảm thiểu các nghi lễ, bỏ bớt bữa ăn kéo dài cùng các lời nói xã giao, chú trọng đến việc pha trà, uống trà và dùng bánh ngọt nói chuyện thân mật. Trong nhiều thế kỷ qua ở Nhật Bản, trà đạo ảnh hưởng đến nhiều ngành sinh hoạt. Người phương Tây thường nói, bão tố trong một chén trà, khi bình phẩm về những lời bàn luận, những cuộc đàm luận sôi nổi nhưng phù phiếm qua những ly cà phê hay chén trà vào những lúc trà dư tửu hậu. Cách uống trà trang trọng, thoải mái, quả thật đã tạo nên những cơn bão tố không phải trong chén trà mà trong đời sống người dân Nhật Bản. Nói khác đi, trà nhân là những người đã tạo ra những cơn bão ngầm có sức mạnh làm thay đổi những sinh hoạt văn hóa của giới quý tộc cũng như bình dân thời trước. Các vị trà sư ban đầu là các vị thiền sư hay tu sĩ Phật giáo. Họ đã thấm nhuần về ý niệm lý sự viên dung và sự vô ngại pháp giới. Trà thất túp lều tranh đơn giản và nhỏ bé mà chứa đựng cái vô cùng, liên hệ với ý của kinh Duy Ma. Ngài Duy Ma đón tiếp Ngài Xá Lợi Phất trong một căn nhà nhỏ bé. Ngài Xá Lợi Phất lo ngại căn nhà nhỏ bé này không đủ chỗ ngồi cho bác Hồ Bồ Tát và hàng đại đệ tử đến viếng Ngài Duy Ma. Ngài Duy Ma thì triển thần thông và trong chớp mắt nơi nhỏ bé ấy biến thành chốn rộng lớn vô biên. Điều này nhấn mạnh đến ý niệm không lớn, không nhỏ trong đạo Phật. Khi tâm ta quay về với tính rỗng lặng, tự nhiên không sinh bất diệt hay Phật tính, thì ta thấy trong mọi sự vật, dù nhỏ như hạt bụi, đều biểu lộ cái vô cùng. Đó là một trải nghiệm cụ thể xuất hiện khi tọa thiền hay trong những buổi uống trà trong tĩnh lặng. Thay đổi trong cái không thay đổi. Thế giới hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với thời trước và nhiều người Âu Mỹ đã thích thú uống trà theo cung cách trà đạo. Muốn cho nghệ thuật thưởng trà được phổ biến rộng rãi, có lẽ chúng ta cần bước thêm một bước nữa. Trong những năm qua, sự cập nhật hóa mạnh nhất về uống trà trong tỉnh thức là do một thiền sư Việt Nam chủ xướng trong các khóa tu thiền, đó là thiền sư Nhất Hạnh. Trong các khóa tu, các thiền sinh thường tổ chức thiền trà theo một số nghi thức giản dị và dễ dàng. Chuẩn bị pha trà, dâng trà lên bàn tổ, uống trà trong tĩnh lặng, sau đó sinh hoạt văn nghệ với niềm vui thoải mái. Khi uống trà trong tỉnh thức thì trà có hương vị thiền hay hương vị giải thoát. Giải thoát là tâm ta ở trong trạng thái rỗng lặng, tỉnh thức, ung dung, tươi tắn, linh động, bén nhạy và thấy biết tất cả nhưng không bị bất cứ một thứ gì lôi kéo hay trói buộc nên lòng rất an bình. Như thế, chúng ta cần tu tập siêng năng để uống một tách trà của hương vị thiền hay nói khác đi, để sống một cuộc đời đầy an vui hạnh phúc, dù giàu hay nghèo, vì đạo Phật chú trọng đến cuộc sống hiện tại, đến sự thoải mái của mỗi hơi thở ra vào, đến sự cảm nhận, thấy biết tất cả những gì đang xảy ra quanh ta một cách chân thật và đầy đủ bây giờ và ở đây. Trong trà thất, những khác biệt về giai cấp, của cải, ý tưởng, lập trường, cảm xúc hay cảm quan nhận thức tự chúng siêu vượt lên để hòa nhập vào thế giới chân thật tuyệt đối, hài hòa của sự vô ngại, pháp giới một cách cụ thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.